Là ba anh nói là để cho ba anh làm mà. Tất cả mọi chuyện ngày hôm nay, từ chuyện bắt gà, nấu cháo gà cho mình ăn, ba đều làm hết. Đến chuyện thay em dọn chỗ cho bé Gấu ngủ, ba cũng làm hết luôn. Chỉ có mỗi chuyện rửa chén thôi em cũng không làm được. Em thật là quá đáng mà. Anh biết là tôi không biết làm những chuyện đó mà. Em không làm thì làm sao biết mình không làm được chứ. Và lại anh còn phụ em mà, chứ đâu phải để em làm một mình đâu. Em chỉ cần làm vài động tác nhỏ thôi cho ba vui không được sao? Tôi không biết làm thì tôi nói tôi không biết làm. Không có việc gì phải diễn kịch hết đó. Rồi còn chuyện ba cho quà đem về nữa. Em không biết nói tiếng cảm ơn với ba thì thôi. Đằng này em còn chơi này chơi nọ nữa là sao chứ? Mấy cái thứ đó, một là bị sâu ăn, hai là héo queo héo quắc. Trên Sài Gòn có thiếu gì đồ ăn ngon, tự nhiên đem về chia cho mắc công cực, rồi bỏ sạc rác cũng vậy. Em đón xem Gạo Nếp Gạo Tẻ, bộ phim của gia đình Việt năm 2018, lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Tư trên kênh HTV2.